Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với kênh và Hung Audio. À, clip này giới thiệu với quý vị các bạn một bộ đôi sản phẩm đến từ thương hiệu Lockman. À, Lockman là một trong những cái thương hiệu sản xuất thiết bị audio hàng đầu Nhật Bản. À, nó vươn mình ra toàn thế giới. Không chỉ các audio file Việt Nam và rất nhiều các audio file trên thế giới đều ghi nhận sự phát triển và những thế mạnh của laphan mang lại cho nền công công nghiệp audio trên toàn thế giới à, với những chiếc những sản phẩm của mình à, khi ra thị trường luôn có sự trau chuốt luôn có sự tỉ mỉ luôn có mọi sự hoàn thiện kỹ lưỡng trên tất cả các sản phẩm của mình thì à, những sản phẩm của hãng laphan đưa ra thị trường luôn được các audio file đón nhận rất là nồng nhiệt à, hôm nay bộ đôi mà em giới thiệu với quý vị các bạn là à, âm ly Lugman là 509 SC à, kèm theo chiếc đầu CD Lachman D10. Ở à, đây là cái phiên bản đầu cao cấp nhất của dòng à, D ở thế hệ trước. À, D600, D700, D7, D10, D10 là cái phân khúc cao cấp nhất. Nó được hoàn thiện kỹ lưỡng nhất, nó được làm đẹp xuất sắc nhất và mọi thứ đều nhất 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 vào chiếc đầu CD này. Nói không phải quá nhưng anh em nào đã nghe, đã trải nghiệm thực tế thì sẽ biết à, Không kể những chiếc đầu CD về sau này à, Những chiếc đầu CD về thế hệ sau thì nó là ở một cái dạng khác rồi Chúng ta không bán đến nữa nhưng ở cái thời điểm mà CD D10 ra mắt Thì nó là đỉnh cao nhất của hãng Long đó. À, kèm theo chiếc đầu âm ly Luckman 509S Cũng là một chiếc cái series hết số của, của LAMEN Ờ... À, Cụ thể thì hai sản phẩm này nó sẽ có mức giá là 55 triệu cho âm ly và 50 triệu cho đầu CD. chúng ta nếu như lấy chọn bộ em sẽ có một cái mức giá cực kỳ hữu nghị, cực kỳ tốt để cho anh em chơi nhân dịp đầu năm mới này. đầu CD Luckman và âm ly Luckman 509S cả hai đều có điều khiển dây nguồn zin và tất cả hình thức thức đẹp xuất sắc và zin nguyên bản cho anh em. À, với một cái combo và đồng bộ như thế này thì chúng ta ngoài nghe thì nó còn có phần nhìn rất là quan trọng. Chúng ta nhìn thấy cái sự đồng bộ, sự à, hoàn hảo đến từ hai thiết bị này đúng không ạ? À, về từ cách thiết kế, về các cái màu sắc, về mọi chi tiết có thể nói rằng hoàn hảo ở hai thiết bị này. Đó. À, à, chiếc âm ly 509 SC À, có thể ghép được với rất nhiều các dòng loa à, nói chung là về cái độ mà phối ghép thì đây là một cái chiếc âm ly đầu bảng của lăng men có thể phối ghép được rất nhiều các dòng loa đặc biệt những dòng loa JBL à, Tanoi hoặc là bên với kép thì cũng là ba trong những cái thương hiệu loa mà shop em bán rất nhiều đều phối ghép tốt với lại chiếc âm ly à, Lockman 509 SC này à, và cả hai thiết bị này đều tuyển chọn còn rất đẹp và có đầy đủ điều khiển dây nguồn cho anh em. À, với cái thiết kế của âm ly Larkman 509 SC à, chúng ta đã biết thì nó được thiết kế mặt nhôm nguyên khối, à, chính giữa là hai đồng hồ vu hiển thị à, cho hai kênh trái và phải. ở à, phía bên dưới chúng ta có các phím chức năng như là bát chép ba lăng, à, rồi à, mono citer, rồi kênh loa A, B âm ly này có thể chạy được hai cặp loa A và B. À, còn phía bên tay phải các phím bấm nhỏ thì chúng ta có lau chúng ta có cắt tần số siêu thấp chúng ta có nút direct bên tay trái là núm selector với 2, 4, 6, 8, 9 đường vào và bên tay phải là volume tất nhiên rồi với mặt kính vát chém cạnh cho cả hai thiết bị chém cạnh lồi chém cạnh lồi chém cạnh đầu cd thì cửa đĩa nằm chính giữa bên dưới là mặt đồng hồ quắc còn bên tay phải là các cái phím bấm cơ bản của một chiếc đầu cd Uh, play rồi uh, bao rồi uh, stop rồi next bài rồi tua vân vân. Uh, trên điều khiển thì sẽ có đầy đủ các phím bấm hơn. Uh, với hai thiết bị này anh em nào lấy chọn bộ em sẽ có mức giá ưu ái nhất cho anh em. Uh, và hai thiết bị đều sử dụng cái vỏ gỗ là vỏ gỗ piano chúng ta có thể đấy. Vỏ gỗ piano thể hiện cho sự sang trọng và đẳng cấp. Được áp dụng làm trên hai uh, uh, thiết bị là uh, đầu CD Lacman D10 và uh, à, Amly Lachman 509 SC đó. Âm ly cũng sử dụng mặt à, vỏ gỗ piano đó. Những cái vỏ gỗ này nó thể hiện cái sự đẳng cấp, sự sang trọng và cái à, chất lượng đỉnh cao của cái sản phẩm Vâng, à, trên đây là bộ đôi sản phẩm đầu CD Lachman D10 và âm ly 509 SC Anh em nào có nhu cầu mua cả đôi, mua cả bộ hay là mua lẻ thì hãy liên hệ với em Bà Hùng để được tư vấn kỹ càng hơn. Xin cảm ơn anh em. Anh em đừng quên theo dõi kênh và chia sẻ các video clip của Báo Hồng Audio tới bạn bè người thân để mọi người cùng biết đến những cái sản phẩm chất lượng cao của Báo Hồng Audio và hãy liên hệ với em qua số điện thoại 0978 263 263. Xin cảm ơn.